Xin chào cô chú anh chị và các bạn quay lại với kênh Tiên Miền của chú chị. Trưa ngày hôm nay thì chị Hồng Loan xuống ở dưới quận 12 nhận nước suối. Thì ở này thì cũng có tất bật những cái mà nhận hạt thải thì tất bật của chú chị. Thì nói chung là chị Hồng Loan hồi sáng chị Hồng Loan cũng đi đến tiệm xe và dẫn chú cậu sở đi mua cái nhà lên chiếc xe. Đó. Cô chú anh chị hãy tiếp tục theo video của tên miền nha cả nhà. Trời rất là nắng luôn cô chú anh chị ơi. Trời nắng kinh luôn. Thì Nam ơi, đây chị Loan cũng di chuyển một chuyến hành quân đi tại các tỉnh miền Tây và thiếu nước của chú anh chị. Chị Loan cũng nhận rất nhiều bên nước suối. Nước suối sạch đi siêu sạch đó nha cả nhà, để phát cho bà con cô chú anh chị ở bị dưới miền Tây bị thiếu nước nha cả nhà. Năm mùa quan cả nhà, phía trong thì đơn nhận cái mà băng keo màu vàng là để cái niêm phong mượn hàng chống vỡ và đập ở đâu nó có đơn hàng của khách mà mua trên livestream đó. Khi mà cô chú anh chị nhận hàng thì không có sợ hư hàng á, ở trong có shop chống bể nữa bên này, chung là đóng gói và rất là kỹ lưỡng ha. Còn những cái gói mà màu đỏ là bên nước ngoài, màu đỏ này là xuất đi nước ngoài ha. Băng keo đỏ là xuất đi nước ngoài của quý anh chị. Màu vàng là ở trong nước và cái hàng đó cũng là hàng dễ bỏ. Nhân viên bưu điện đang check in lại những cái mã này đúng với là cái số trong bảo quản. Mở cửa anh ơi. Đừng có quay vô đâu. Anh được ít bữa có đi miền Tây không? Anh được ít bữa có đi miền Tây không? Đi miền Tây bốc nước suối chứ. Rồi nói với chú chị thì xe cũng vừa bốc xăng bắt đầu chuyển đây. Nói chung thì cũng ít hàng của chú chị, cũng vừa chục đơn cả nhà. Để quay chia sẻ của chú anh chị mến chị Hồng Loan, mến người tân kêu miền cái nhà chị ha. Các chú anh chị thì tiếp tục hôm qua cũng có một xe bưu điện đến, các chú anh chị bên sáng nay cũng một xe bưu điện đến nữa cả nhà. Chị Hồng Loan để chốt đơn cả nhà. Thì nói chung bây giờ trời rất là nắng luôn của chú anh chị. Sáng mai thì chị Hồng Loan là 4 giờ sáng chị Hồng Loan sẽ di chuyển ở tại dưới bến Tre của chú anh chị, phát nước cho bà con cô chú anh chị ở dưới đó cả nhà. Hiện tại chị Hồng Loan hồi sáng chị Hồng Loan đi công chuyện, chị Hồng Loan cũng mới về của chú chị, và chị Hồng Loan ở trong nhà cả nhà, ở trong nhà. Chị Hồng Loan cũng chuẩn bị đi ra ngoài của chú chị, thì xe bưu điện đến của chú chị, ra chỗ hàng này. Thì em cũng đứng đây buổi trưa nắng cả nhà, để em quay cho cô chú chị xem.
À, nhiều cô chú anh chị họ tiên miền miền có may có đi không với đông cô chú anh chị tiên miền miền chi rất cô chú anh chị ha. Ở nhà bây giờ nắng kinh. Nên cái tàng của chú nằm nước một cũng là có bánh cá cuốn tầm đầy đủ luôn cả nhà. Không, anh sẽ hỏi ý em trước. Anh sẽ hỏi ý em là rốt cuộc có hàng không. Nếu như em bảo anh ơi chưa có hàng, đợi vài ngày nữa em có hàng em đóng đi thì cái đơn hàng đó sẽ được giữ lại. Còn nếu mà đợi quá lâu đã hỏi shop rồi, shop đã khẳng định bây giờ không có hàng đóng thì trường hợp là tụi đi của anh sẽ hủy. Dạ luôn, không á, không hỏi thì bạn gửi qua về được. Hỏi càng anh cứ có mì hết cái đoạn đó gửi qua trước mà vậy. Em vô xem được. Nó là lại chút đường các bạn. Chiều trưa đó, hồi sáng chị ăn lô cũng bầm phát quà cho thanh niên tốt công nhân về phở Úc không giống chị. Nói chung thì quà cũng ít lòng nhiều quá nha. À, người có người không không sao của chúng chị ha. Nó có nhà đang chốt đơn ở trong cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị cho ủng hộ và đăng ký với cô chú anh chị mà có xài Facebook thì cô chú anh chị hãy nhớ qua follow các kênh ngoài cho Facebook của em hôm nay của em đủ cho ngày shop cô chú anh chị. Thì hiện tại là ở trên fanpage của em là được 400 mấy, là mong cô chú anh chị bên YouTube và follow giùm em cả nhà, là cô chú anh chị lưu chi fan ủng hộ Hồng Loan và gạch là chị Ni nha cả nhà, fan ủng hộ Hồng Loan chị Ni nha cả nhà. Cô chú anh chị follow cho em có người mỗi người nhân tài cả nhà. Cô chú anh chị. Nói chung hôm nay là ngày đơn cũng ít cho cô chú anh chị, ít hơn hôm qua. Cô chú anh chị mình nhớ ơi vào follow cái fanpage cho em cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình vào cái Facebook mình sạc là fan ủng hộ Hồng Loan dấu trừ chị Ni không cả nhà, fan ủng hộ Hồng Loan dấu gạch chị Ni không cả nhà. Mong cô chú anh chị mình xem có đó follow cho em đủ một cái sub cô chú anh chị không cả nhà. Thì thôi thì em cũng quay cập nhật cả nhà mình siêu thôi. Thì sáng mai em sẽ đi được thì em sẽ đến cập nhật của bà con cô chú anh chị xem em biết cái thông tin mới nha. Sáng mai thì chị Ni Loan đi rồi à, còn em có đi được không em chưa biết được, em không dám hứa của chú anh chị. À, cô chú anh chị nhớ ủng hộ cho em xin cái video này, nhớ cho em cho một like, một lượt ký để chia sẻ cả nhà. Nói bye cô chú anh chị nha.